Em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio của chúng em. Vâng, thưa các bác, trước mắt các bác đây chính là một dòng loa có tên là Audio King. Vâng, đây chính là dòng loa bãi bọn em vẫn mới nhập về và chưa hề là tháo bóc gì cả, vẫn còn nguyên lớp ni lông của bên Trung Quốc người ta gửi về. Vâng, về thưa các bác thì là em cũng nói luôn là đây là chính là một dòng loa bãi nhập Trung Quốc các bác nhé. Đó, bãi Trung Quốc. Thì chúng ta sẽ đánh giá và thử nghe cái chất âm của cái dòng này như thế nào. Vâng, thì là bây giờ thì em xin phép các bác được phép là tháo cái lớp ni lông bên ngoài ra, các bác nhìn này. Qua thời gian thì nó vận chuyển nó rất là bụi phải không ạ? Ở đây chính là cái dòng này. Và em sẽ xin phép là em tháo ra. Vâng, thì trong cái thời gian em tháo thì vui lòng các bác đợi em xíu, bởi vì là một tay thì em rất là khó tháo phải không ạ? Là em sẽ đợi em một xíu thì em sẽ tháo ra và chúng ta sẽ đánh giá chi tiết về cái dòng loa này. Vâng, thưa các bác, thì hiện tại thì bây giờ em đã tháo xong và chúng ta sẽ đánh giá chi tiết về các cái cách bố trí sản phẩm và kiểu cách thiết kế. Thứ nhất, chúng ta sẽ nói về bề ngoài. Bề ngoài thì các bác nhìn ở bên trên này, chúng ta sẽ thấy là chiếc loa này nó làm giống, khá là giống cái hình bầu dục các bác. Nghĩa là đây thì là người ta sẽ làm một góc thon rất là đẹp. Và bên này thì nó có một đường cắt nó chạy thẳng ra đây. Đó, đường cắt chạy thẳng ra đây. Và nó là được một, nó sơn ấy, cái sơn, cái lớp gỗ bên ngoài thì người ta sơn bằng lớp sơn bóng màu nhám các bạn, sơn bóng màu nhám, khá là, nói chung là chúng ta sờ vào cảm giác khá là dễ chịu. Và những cái vết xước này thì là do cái quá trình người ta sử dụng, đây chính là nó bãi mà các bác. Đấy, thì là nó bị chảy xước nên cái này thì chúng ta rất là khó tránh, bởi vì là riêng cái dòng sản phẩm bãi thì là đã có sử dụng rồi thì để mà nó chảy xước thì không tránh được. Và đây chính là một cái lớp lưới bằng sắt, giúp có nghĩa là cái lớp lưới nó sẽ bảo vệ được toàn bộ cái bát và chép bên trong. Và đây chính là cái logo của cái thương hiệu Audio King. Và bên sườn này thì nó có cái dòng chữ bằng tiếng Anh, nhìn khá là bắt mắt. Và ở dưới này nó có ghi là model là FK108R. Đó, rất là đẹp. Và với cái con loa này thì là nó được trang bị một bát 25 và 4 chép. Thì đây, bên ngoài cùng này là nó có một chép này. Và bên này, em sẽ quay sang bên này. Bên này nó được trang bị hai chép nha các bác nhé. Đây một chép nữa này. Và bên này một chép nữa. Và đằng sau của nó chúng ta thấy đây là một chép nữa. Tổng của em này là 4 chép và 1 bát. Đó, nó giúp cho chúng ta tiếng chép nó sẽ đầy hơn, sáng hơn và nghe nó sẽ ấm hơn các bác ạ. Đó, đấy chính là về cái dòng thiết kế. Và về cái thông số thì chúng ta sẽ ra đằng sau. Đằng sau này chúng ta sẽ thấy cái thông số kỹ thuật. Đầu tiên ở trên này thì nó sẽ là số seri của sản phẩm. Và tiếp theo ở đây thì nó có cái chữ Trung Quốc này các bác này. Đó, chữ Trung Quốc, và ở dưới thì toàn tiếng Trung thôi. Thì bác nhìn qua thì em cũng không hiểu đâu. Bác nào hiểu tiếng thì vào dịch hộ em cái. Đó, chúng ta chỉ nhìn được thông qua là, ví dụ như con này là chạy 160W này, phải không ạ? Công suất tối đa là 500W này. Đó, độ nhạy của nó là 94 dB này. Đó, trở kháng của nó là 8 ohm này. Đó, vân vân. Dải tần thấp nhất của nó là 48H cho đến cao nhất là 20K. Đó, dải nó. Đó, thì chúng ta chỉ đánh giá qua thôi, bởi vì tiếng em không biết rõ đâu. Đó, thì còn trên đây chính là hai cái núm vặn giúp chúng ta có thể đi dây loa vào dễ dàng. Đó, ghi cũng dễ dàng hơn. Và em nó đằng sau em nó thì được trang bị hai hệ thống thông khí. Đó, hệ thống thông khí này nó sẽ nằm đằng sau loa. Khi chúng ta treo lên tường thì cái hệ thống thông khí này sẽ vả vào tường giúp cho chúng ta là tiếng nhạc nó đánh đập vào tường nghe nó vang ra rất là hay. Đó, đây chính là cái thiết kế của cái dòng này. Và đây, toàn bộ ấy, là cái lớp gỗ ấy, được trang bị là nó sơn, lớp sơn sơn mịn, sơn bóng ấy.
sờ rất là thích tay các bạn. Đó, thì chúng ta sẽ đánh giá chi tiết hơn và để cho xem là cái chất âm, chất âm này em nói cho ra như thế nào. Thì là chúng ta cùng thử một đoạn nhạc, test một đoạn nhạc để xem là cái chất âm của em nó là cho ra làm sao. Và bây giờ thì em sẽ test một đoạn nhạc sàn và một đoạn nhạc sống để xem là nó cho cái chất âm ra làm sao nhé các bác nhé. Vâng, thưa các bác, thì hiện tại thì em đã tìm ra được hai bài bất kỳ của dòng nhạc sống hoặc là nhạc nó tốt. Thì bây giờ em xin phép được mở và chúng ta cùng nghe và cùng đánh giá. Và em xin lưu ý với các bác một điều rằng là các bác khi test nghe nhạc, test loa thì các bác vui lòng đeo tai nghe nhé, thì để cho chúng ta được cảm nhận cái âm thanh nó thật hơn. Vâng, em xin mời các bác. Vâng, thưa các bác, thì là chúng ta vừa nghe xong một đoạn nhạc của nhạc sống. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe một đoạn của nhạc sàn các bác nhé. Vâng, thưa các bác, chúng ta vừa nghe xong rồi phải không ạ? Em nghe rất là sướng mà chẳng muốn tắt nhạc đi cơ. Nhưng mà thôi, vẫn phải là tắt đi để đánh giá chi tiết cái dòng loa này với các bác. Thứ nhất là em cũng được nghe và các bác cũng được nghe. Thì chúng ta sẽ đánh giá như sau. Thứ nhất là về cái tiếng chép, nghe rất là chắc, nghe chắc nịch luôn, phải không các bác? Tiếng chép nó cho ra rất là rất khoát nhé. Chép ra chép, bát ra bát, nghe rất là chắc tiếng. Đó chính là cái tiếng chép này. Còn con bát tiếng cực sâu, đúng không ạ? Tiếng bát này nó cho ra mềm, mềm và sâu tiếng. Vâng, thì hiện tại cái sản phẩm này đang được bán tại Tuyên Vũ Audio của chúng em. Và nếu như các bác quan tâm thì các bác vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0978 503 822 để được chúng em hỗ trợ. Hoặc các bác có thể để lại bình luận bên dưới để kỹ thuật bên em hỗ trợ các bác một cách nhanh nhất. Và hiện tại cái dòng sản phẩm này chúng em sẽ ship hàng toàn quốc
Nên các bác có ở đâu đi chăng nữa trên mọi miền Tổ quốc, nếu yêu quý Tuyên Vũ Âu chúng em thì các bác hãy đặt hàng để cho chúng em được phục vụ các bác. Đó, đó là những cái điều mà bên em rất là mong muốn. Và nếu như các bác có yêu cầu gì thêm về cái dòng loa này, ví dụ như là các bác muốn em tháo loa ra hoặc là bỏ ra xem phân tần nọ kia, thì các bác cứ để lại bình luận bên dưới, em sẽ làm chi tiết từng sản phẩm một, từng chức năng một của cái chiếc loa này đó, theo yêu cầu của các bác. Đó là em rất là mong muốn, vì là thời gian thì bên em thì không có nhiều, khi lúc nào cũng tháo ra để cho các bác xem, nhưng các bác yêu cầu thì bên em sẽ làm, sẽ sắp xếp thời gian để làm. Đó, thì em cũng cảm ơn các bác đã theo dõi video của chúng em, và các bác nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.